700 triệu đồng cho một chiếc mặt thắt lưng bằng vàng nguyên khối và kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn tại Kỳ Lân Luxury. Đây là mặt thắt lưng mà Kỳ Lân đã vừa hoàn thiện từ vàng nguyên khối, chuẩn hội ngoại, vàng hồng, Rogol AU750 với công nghệ nén vàng không bọt, không xốp. Và những viên kim cương hột xoàn trên đây là những viên kim cương mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một với những thông số tốt nhất để cho viên kim cương bắt sáng lấp lánh nhất, đẹp nhất, để phù hợp đủ tiêu chí điều kiện của một sản phẩm cao cấp luxury tại Kỳ Lân Luxury. Và đây là chữ BT. BT này là tên của một vị khách hàng và Kỳ Lân thực hiện chế tác bằng vàng và kim cương theo yêu cầu. Chúng ta sẽ thấy được sự lấp lánh rực rỡ và chiếu long lanh ở chiếc mặt thắt lưng này, bởi vì những viên kim cương này là những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một, kết hợp với kỹ thuật chuyên sâu, chuyên môn khi chế tác sản phẩm cao cấp luxury và đẳng cấp hơn khi mà Kỳ Lân kích tâm chế tác độc bản độc quyền theo yêu cầu của quý khách. Từ một viên kim cương đẹp, nếu như chúng ta đưa vào và kỹ thuật không tốt thì viên kim cương đó cũng sẽ không phát huy tối đa sự lấp lánh chiếu sáng, và bề mặt ở dưới cũng phải là thật sạch thật đẹp, kỹ năng làm nguội cũng phải thật xuất sắc và máy móc chuyên nghiệp để tạo cho sự lắng bóng ở dưới, để khi chúng ta đưa viên kim cương vào thì những viên kim cương này được sạch từ trên xuống dưới và tạo ra một sự lấp lánh tỏa sáng rực rỡ và phát huy tối đa sự chiếu lấp lánh của viên kim cương, kết hợp với màu hồng vàng hồng ánh sáng bóng từ chuẩn hội ngoại. Quý khách lưu ý là đây là một sản phẩm được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối chuẩn hội ngoại để cho ra được cái màu hồng sáng bóng lấp lánh như thế này và không bao giờ bị oxy hóa, bởi vì đây là chuẩn hội ngoại với công nghệ nén vàng không bọt không xốp, cho nên vàng này rất cứng và tỷ lệ chia ổ hột cháu bằng máy móc chuyên nghiệp cũng như là kỹ thuật gắn hột chuyên sâu. Khi mà vàng nguyên khối cứng và chia ổ hột đều gắn kim cương kỹ thuật chuyên môn cao, những yếu tố đó tạo sự chắc chắn và lấp lánh cao cấp luxury, vì vậy tỷ lệ rớt hột hầu như gần như là bằng không. Chúng ta sẽ thấy sự lấp lánh tỏa sáng mà không có thấy quá nhiều những cái cháu nổi ở trên bề mặt, vì đây là kỹ thuật của sản phẩm cao cấp. Nếu như những cái cháu này to và thô thì sẽ làm mất bớt cái sự ánh bóng sáng của những viên kim cương, mà thay vì đó là sự sáng chiếu của cái những cái cháu thôi, chứ còn kim cương sẽ bị chìm xuống dưới. Còn này là tất cả những sự chiếu sáng lấp lánh được đẩy hết công suất của viên kim cương này. Còn ở đây thì tất cả những viên kim cương được phát huy tối đa sự lấp lánh ở trên cái mặt thắt lưng này, bởi vì tất cả đều hỗ trợ tốt nhất để cho viên kim cương này bắt sáng chiếu lấp lánh nhất. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.